Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi hôm nay lũ lụt luôn bạn ơi. Trang chỗ cái cống cũ xả nước. Xả nước đầy lút hết trơn các bạn. Giờ đi dưới nước luôn. Còn cá ập cho bá kìa. Nước đầy lúc cho lên cho bạn ơi. Này vô mát à. Dính cầu thang rồi. Có gì không? Có đâm chém gì không? Này nó xả nước đầy bồn luôn. Qua nước đường. Cái gì? Đâu? Cặp cá rô phi luôn. Cặp cá rô phi à? Còn ngon, bữa nay nước mát cá rô phi xả nước nhiều quá. Nước mát cá có cái rô phi bạn ơi. Có cá ở. Bỏ cái thùng quá. Đó, cặp cá. Ba con luôn. Hai con. Hai con. Cặp cá rô phi khứ già luôn bạn ơi. Vô. Sáng sớm gì là ngon lành hả các bạn, chạy vô cặp cá rô phi bự gì là thấy ngon lành rồi. Sáng có mồi đó bạn ơi, vô rồi, nước lội chậm luôn bạn ơi. Bữa nay quá xả nước luôn à, bơm lại đây thì khô gan, bữa nay nước đầy mà luôn à, nước không nghe, bắt cá cẩn thận nha, thả đây à. Chài đầu tiên là vô được hai cái rô phi to là thấy ấm rồi bạn ơi, thấy là có mồi nữa. Quá trời nước. Bữa nay xả nước lúc ben luôn rồi. Mà nước ở ngoài ha, nước ở ngoài nó còn cao hơn ở trong đâu, hắn nhân 5 tấc nữa mà. Nước lúc hết trơn. Vô thùng. Quá đã. Vô. Ngon lành. Hình như còn con nhỏ nữa sao? Bên đây nè. Nó có cá nhỏ đó. Nước mát mấy ảnh lên rồi. Nước mát mấy ảnh ra ha. Rất nhiều. À, tiếng con nào nó chào bá lửa trời ơi, mới để thùng các bạn ơi, kiến kìa, ốc nó ngủ mà đâu ba chịu mát, mới vừa để thùng xuống chưa được chút xíu chạy quay lại lấy bao ra đi, 50 cái bao á, trời ơi vàng kiến ốc nổi, mới vừa để thùng xuống tí xíu mù trắng. Quá dữ. Rồi, tiếp tục nha bạn. Dạ chài dính cục rồi.
Rồi, chai này thua. Ơi, có gà. Có con. Được hai hai cá rô phi bự. Hai cá rô con, rô phi con đi tìm mẹ đó. Mẹ bắt mày. Mẹ nó mới bắt rồi. Mới bắt mẹ nó xong. Mới bắt mẹ chứ ba nó xong rồi. Giờ còn có hai đứa con đi tìm. Đi vô, vô lại đằng đó thử coi. Qua khử nước đi. Nước lúc qua rồi. Lúc bay. Rồi, qua đó bạn ơi, qua đó chạy. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Cái ổ ong nó nằm phía bên chân chỗ đằng này nè. Nên bây giờ nó đó mới bị ong chích mấy mũi luôn bạn. Quá phê luôn. Hình như tôi cũng bị chích nhít này. Đẩy cho ba dao. Bỏ kiếm không? Không, như này nó không bỏ kiếm nữa, nó chích lấy kiếm lại. Thằng cá nhỏ nhỏ đâu lừ kìa, coi cá bự, coi cá bự kìa. Cá bự chà bá kìa, đó. Ồ, vô bạn ơi, thôi đã quá. Nè, để đây nè. Để đi. Ừ, đó. Vô bạn ơi, chuyện này đi nguyên bầy mẹ con bắt láng cho bạn ơi. Mẹ con lụm láng cho luôn bạn ơi. Đó. Nãy bắt mẹ không bỏ con. Giờ mẹ con vô hết rồi. Giờ mẹ con nó vô hết. Đi nguyên bầy. Vô thùng. Đó. Quá đã. Quá thơm. Có anh hai kìa. Con này con co, mẹ con gì đó. Con đó chắc con trai quá. Con này bự nhất trong bầy mà. Vô thùng. Vô. Con hai nữa. Vô. Quá em sáng sớm chạy gì là quá đã bạn ơi. Nhiều em mốc không à. Bữa nay đi hơi trễ các bạn. Chờ xe lạnh này. Vô mùa gió bắc rồi, đi trễ không dám đi sớm. Đi sớm gió lạnh lặn teo vô gâu luôn. Teo mui. Chạy này cũng mười mấy con nha các bạn. Mà bắt được 4 con à. Còn. 4 là 3. 3. 3 em. 3 với mẹ thằng anh hai à. Ừ. Bên này thả nước linh láng luôn bởi vì cá nó mát lên bạn. Phía bên trong đó có cầu trong đó đó bạn. Đó người ta chạy xe luôn. Có hả? Ừ. Rồi tiếp tục nữa nha bạn. Bữa nay xả nước lên láng cho toàn nước không. Y như là lũ. Xích thằng này luôn. Rồi không có dính đâu. Nước nó chảy ngược. Nay cá bự nó mất tiêu không thấy ập luôn ha. Nãy mới thấy ập cái nãy cái lúc đi xuống. Ừ, cá nhỏ nhảy vượt. Cá mới đẻ không.
con cá nhỏ nhỏ không à, cá mới thả nãy không. Đó đó đó, tiếp tục bạn ơi. Mua cỏ đó có gì dài sát mấy cái muốn đó. Chạy chạy càng ngày càng nhỏ hả? Nước lớn nước nhiều chạy cái dải sạch hẳn ra ha. Ừ. Đây à? Cá nhỏ nhỏ không, nước mát nó mới đẻ sao à, chích cái này chỗ này mà nãy giờ nó còn đau nữa rồi. Quánh nặng quá nè, chích này nó ăn luôn hả? Ừ. Cục cho bá lửa luôn. Quánh nặng rồi, cá hường với cá rô phi bạn ơi, cá nhỏ nhỏ không à, nước mát đẻ nhóc chân kìa dữ à. Không bắt được em nào luôn. Quá. Nước mát đẻ. Cá dịch. Nổi cục bằng ngón tay luôn, nổi ông nó chích nè. Hết sức cá thấy cá chạch lấu à. Ừ, cá chạch lấu. Đó, gì cũng dính cá chạch ha. Nè, cá chạch nè. Rồi thả luôn. Chừng nó vừa tiêu chài nữa. Nó đấu xuống bụng nè, đó nó hết sức lâu cũng gặp cái chạch lâu. Con nó dừng bắp tay thôi, bắp tay gì rồi tiếp tục luôn bạn ơi. Nãy giờ chạy hai chạy trước cá bự bắt hết rồi, còn mấy cá nhỏ 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 sao mới đẻ mấy cá em. Ừ. Nước mát anh dài ngày đầu họng rồi ha. Ừ. Chút chạy cũng không đáng như hai con. Có gì không, có gì không, có gì không, từng cái chài dưới kìa, mấy cá nhỏ không gì, cá nhỏ không, cá bự quá hết rồi, cá bự quá hết rồi, còn được mấy cá nhỏ không à, rồi thả luôn. Qua bên đó đi, qua đó làm lại chài nữa đi. Ôi, mới giải ở trong nồi cống này bạn ơi, giờ ra ngoài xong, ra ngoài xong có mấy người câu cá ngoài đó thấy không bạn,
Đó. Có mấy người ngồi câu cá mãi luôn nữa. Đó. Ở phía trong còn nhóc nha các bạn. Sâu dưới nãy giờ chưa chìm tới nữa. Chết chê, một con đổi ra luôn. Không có con nào luôn hả? Cái trẻ con đi luôn rồi. Giờ có nước mát cá đồng tông lội trắng trắng trắng. Rồi tiếp tục bạn ơi. Tiếp tục. Đâm chém gì không? Đâm bực. Đâm rách chài luôn cũng được. Ôi nãy em dính vậy dính thôi. Ê, ui. Đang lên đây á. Ừ. Xuống chảy chút nữa ngon ha. Ê, đang lội tới cái lưng. Vô đó rồi, vô cỏ. Cái hường đó chắc cũng nhỏ rồi trong đó. Ồ, được con cá con phi bự kìa, cá con phi bự luôn, mạnh cây luôn bạn ơi. Đó được thêm một em cá con phi nữa bạn ơi. Ngon lành. Kệ lội lên, lội vô nữa. Bày nó còn nhiều lắm. Anh thấy nước chỗ này lúc chân lên nước lớn. Kìa có cá kìa. Đó. Hai cá lứa. Nguyên bè cá đang nổi lên, sát mé. Tiếp tục bạn ơi. Rồi, vô. Chứ này chạy chầm bụi cỏ luôn. Nó giao em gu rồi. Kìa. Cái gì vậy?
cá hương á, chích đâu nhảy dữ à, chích mẹ gồ vô nguyên bầy cá hương luôn bạn, mẹ nhỏ nhỏ không, cá này bắt được không? Được, về con hoa quay theo, hết sảy, sảy luôn, con 17, để thêm nữa, hết mỡ nữa, thôi chạy quá, trời ơi, cá hương nhóc cho các bạn, nè, đó, quá đã luôn, nguyên bầy cá hương. Rồi nguyên bẹt hơn luôn các bạn, đã mày lớn lụm được hả? Kệ nhà đang nghèo chúng thiếu có tiêu có tay luôn, con này thì phá nè có đấy, con này thì lụm nè, con này thả đục có hình trong trọng ha. Cá này chiên nhai xương nuốt xương luôn, hơi bự bự chút nữa ngon lành cành đào. Cá hừng đâu, cá này về nhiều ta, đi quê với giờ con cá hừng thôi, nó đi quê với cá hừng nhiều rồi. Dạ à, chết rồi ta hả, 7-8 con rồi bên đó không ơi. Video mình kết thúc tại đây bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chạy đây mấy chài cũng bộn bộn nha bạn. Cũng được 5-6 cá phê cô phi gì trọng trọng chứ cả chục con cá hường như bạn ơi. Rồi, ngon lành ạ. Đâu 7-8 con gì đó, cá bự bự, cá cô phi bự bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Chào tạm biệt bạn. Nhớ xem cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha bạn. Để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển. Rồi, cảm ơn các bạn nha.